Ngày xưa, ở làng nọ có chàng trai tên Vĩnh, nhà tuy nghèo nhưng rất hiếu thảo. Chà, cháo nóng quá, nhưng mùi gạo chín thật là thơm ngon, lâu lắm rồi không được ngửi cái mùi này. Thật là tội nghiệp cha, ốm mà chẳng có lấy hạt gạo để ăn. May hôm nay mình ra đồng, lấy mót được mấy hạt lúa về xác ra lấy gạo nấu cháo cho cha ăn. Phải mang lên cho cha ăn ngay thôi. Cha ơi, hôm nay con kiếm được ít gạo, cha gắng ăn cho khỏe nhé. Cha, cha ơi, cha ơi, đừng bỏ con. Cha ơi. Thật tội nghiệp cậu Vĩnh, cha con côi cút nghèo nàn bao lâu nay, giờ ông cụ lại bỏ cậu ấy mà đi. Ơi, ở cái làng này cũng chẳng có ai khá hơn cha con cậu ấy là mấy. Dẫu vậy cũng phải ma chay cho ông lão, chứ chả lẽ cứ để thế mà chôn ngư. Chẳng biết cậu Vĩnh định lo tính thế nào, chứ chúng ta tuy người làng nhưng cũng đều nghèo như nhau cả, biết giúp gì bây giờ. Cha tôi đã chết đói, giờ mà để lạnh lẽo chôn như vậy thì phận làm con như tôi thật đáng trách. Thôi cậu đừng như thế, đến già như chúng tôi vẫn quấn quýt quanh cái nghèo nàn, mãi có thoát ra được đâu. Phải đấy, giờ cậu định tính thế nào? Đã chẳng báo hiếu được gì, đến giờ cha chết, tôi muốn lo ma chay cho cha, chẳng mong ầm ĩ như người ta, nhưng chí ít cũng phải chu toàn. Nhưng cậu lo liệu kiểu gì bây giờ? Phải rồi, làm sao kịp để làm tang lễ cho ông cụ. Tôi đã có cách rồi, chỉ cần ra bán thân nhận chút tiền về lo liệu tang lễ xong xuôi, tôi sẽ quay lại làm thuê cho họ. Bán thân ư? Vâng, các bác chờ cho một chút, tôi sẽ về liền. Cậu Vĩnh còn trẻ, nhưng đúng là tâm lòng hiếu thảo thì khó ai sánh bằng. Ông cụ nhà cậu ấy tuy chẳng được hưởng sự đầy đủ, giàu có, nhưng thật mãn nguyện hạnh phúc, mát lòng mát dạ khi có người con như cậu ấy. Bán thân lo tang lễ cho cha, sống từng này tuổi, đây là lần đầu tôi thấy chuyện này. Chả biết có thật không, hay cậu ta lòe thiên hạ kiếm tiền. Người ta ghi rõ là bán thân thế kia, còn lừa đảo gì mà nhà chỉ nói thế phải tội. Cậu này xem ra là người còn hiếu thảo, cho cậu ta mượn tiền, nếu không đủ năng lực trả kịp thì mình còn tận dụng thêm sức lao động của cậu ta. Người làm tốt thế này bằng mấy con trâu trong nhà ấy chứ. Này cậu, có thật cậu bán thân lấy tiền để về lo tang lễ cho cha không? Chẳng lẽ chuyện đó mà con lại đi nói dối ư? Thế thì phải tội với tổ tiên, cha mẹ lắm. Ta cũng chỉ muốn xác nhận lại vì định sẽ giúp cậu. Ông làm ơn giúp tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ trả nợ cho ông. Được, ta sẽ cho cậu mượn tiền về lo liệu tang lễ cho cha chu toàn. Có điều sau đó cậu phải hứa dệt trả công ta 300 tấm lụa trong vòng 1 tháng để trả nợ. Cậu có làm được không? Dệt 300 tấm lụa trong vòng 1 tháng ư? Này cậu, ông phú nổi tiếng tham lam, cậu đừng nhận lời rồi chẳng thể làm nổi. Ông ta sẽ bắt cậu làm người ở suốt đời trong ta đấy. Nhưng nếu không nhận, tôi sẽ chẳng có tiền để làm tang lễ cho cha tôi. Cha tôi đang nằm lạnh lẽo ở nhà đợi tôi. Người chết thì cũng chết rồi, cậu định vì cái tang lễ của cha mà chịu làm trâu làm ngựa cho người ta hết đời sao? Dẫu vậy tôi cũng nguyện. Một đời cha tôi khổ ải, tôi đã chưa kịp báo hiếu điều gì, chỉ ít lần cuối trong đời tôi cũng phải lo liệu tiễn cha về tổ tiên chu toàn thì mới yên tâm. Tôi nhận, ông cho tôi mấy ngày về làm ma chay cho cha tôi xong xuôi xong, tôi sẽ đến dành vả cho ông. Được, để ta viết văn tự rồi đưa tiền cho cậu. Đội ơn ông. Cậu ta đúng là liều, ai mà dệt được tận 300 tấm lụa trong 1 tháng chứ. Thế này có khác gì bị trấn lột. Đến tay dệt chuyên nghiệp nổi tiếng nhất vùng cũng chẳng làm được thế. Không làm đủ, có khi phải chịu làm người hầu cả đời cho người ta mất thôi.
Nhưng vì cha mẹ mà cậu ấy chấp nhận bán thân, thế kia thì tấm lòng hiếu thảo khó ai sánh bì. Người như thế thật hiếm có. Vĩnh lo việc tan cha xong xuôi, rồi lại thu xếp đến nhà chủ nợ để dệt vải, trả công. Trời nắng nóng thế cơ chứ. Nắng nóng thế này mà anh đi đâu? Tôi đi làm, còn cô, sao trưa nắng thế này cô cũng đi đâu? Em tứ cố vô thân, chẳng nhà cửa người thân. Đi đến đâu, ai có việc gì thì làm. Ngang qua đây nắng quá nên đang đứng nghỉ một lát. Tôi thì sang làng bên trả nợ. Chẳng là mấy hôm trước tôi có mượn tiền của người ta để về lo liệu ma chay cho cha. Nay xong việc tôi quay lại dệt vải trả công cho họ. Dệt vải ư? Nhưng dệt tận 300 tấm vải trong vòng một tháng, tôi không biết mình có làm kịp nổi không. Dệt tận 300 tấm vải trong một tháng, đến thợ dệt cũng không làm nổi. Anh sao có thể làm được? Việc không thể như thế mà anh cũng nhận. Thật là ngốc quá. Bất đắc dĩ nên tôi mới nhận. Vì nghèo quá chẳng lo nổi tang lễ cho cha, tôi đành tặc lưỡi vậy. Cũng chẳng sao, tôi còn sức trẻ, cứ chăm chỉ làm là được. Hay anh cho tôi theo cùng, chúng ta kết duyên vợ chồng cùng nhau làm. Cô muốn kết duyên với tôi ư? Thấy anh là người tốt, tôi muốn theo anh. Nhưng tôi nghèo nàn lại, mang nợ ở thân, làm sao có thể kết duyên với cô? Anh đừng ngại, tôi tình nguyện theo anh, sướng khổ cùng chịu. Có hai người đồng lòng cùng làm, chẳng phải hơn một người hay sao? Cô đã nói như thế thì tốt số tôi quá. Thế thì chúng ta cùng đến nhà ông Phú nhé. Về xong 300 tấm lụa trả nợ, chúng ta sẽ thành hôn. Ừ, tôi đồng ý. Không ngờ bọn họ lại dệt được nhanh như thế. Bấm ông, chỉ còn mấy ngày nữa đến hạn một tháng, số lụa họ dệt cũng đã hòm hòm rồi đấy ạ. Ban đầu cứ tưởng cậu ta không làm nổi nên có cớ tận dụng sức lao động của cậu ta. Nhưng giờ thế này kể cũng tốt, bỗng dưng có được số lụa nhiều đến thế, tha hồ kiếm tiền. Số tiền bán chỗ lụa này gấp mấy lần số tiền mình cho cậu ta mượn lo tang lễ cho cha ấy chứ. Có lẽ ta nên trả thêm công cho họ vậy. Dạ, ông tin thế là phải lẽ quá ạ. Cậu xứng đáng được nhận thêm công. Đây là tiền công tôi trả thêm cho cậu. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông giúp tôi có tiền chôn cha, và tôi lại có tiền làm ăn và cưới vợ thế này, thật tốt quá. Nhờ sự giúp sức của người con gái, Vĩnh đã dệt xong 300 tấm lụa chỉ trong vòng một tháng. Công việc xong xuôi, hai người cùng nhau trở về nhà. Tạm biệt chàng trai, chúc chàng ở lại sống tốt nhé. Như thế là sao? Nàng hứa sẽ đi theo ta cơ mà, giờ nàng không muốn cưới ta nữa sao? Tấm lòng hiếu thảo của chàng đã cảm động tới tận trời xanh. Ta là tiên nữ trên trời được cử xuống giúp chàng. Giờ xong xuôi mọi việc, ta phải về trời, tạm biệt chàng. Vay tiền chôn cất cha già, giữa đường liền gặp nàng tiên. Dệt lụa trả công chủ nợ, lòng hiếu cảm động đến trời. Tấm lòng hiếu kính cha mẹ từ tận tâm khảm cũng sẽ từng phút giây kỳ diệu. Cô thông báo với cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cả lớp sẽ vào rừng khám phá cảnh vật thiên nhiên. Sau đó, mỗi bạn sẽ viết một bài cảm nhận thật hay về chuyến đi và nộp lại cho cô nhé. Vâng ạ. Thưa cô, thế bạn Phương có đi cùng chúng ta không ạ? Phương, chỉ ít hôm nữa là em sẽ được chuyển sang trường khác rồi. Em có muốn đi dã ngoại với cả lớp không? Đường rừng rất khó đi, em có muốn nghỉ ngơi ở nhà cũng không sao. Cô sẽ miễn bài cho em. Thưa cô, em rất muốn trước khi chuyển sang học ở trường đặc biệt được đi chơi cùng với các bạn lớp mình một lần nữa. Cô cho em đi nha. Em sẽ nhờ anh trai em đưa đi, để không làm phiền mọi người ạ. Thôi được, vậy ngày mai cả lớp sẽ cùng đi nhé. Cứ tưởng trong rừng có gì hay,
hóa ra chẳng có gì ngoài mấy cái cây gỗ to. Ừ nhỉ, tớ cứ tưởng cảnh vật trong rừng phải đẹp như trong truyện cổ tích ấy chứ. Thế này thì có gì mà viết bài thu hoạch nhỉ? Ê, các cậu nhìn kìa. Cái Phương ngốc nhỉ, cô giáo cho nghỉ ở nhà mà còn không thích. Đi vào rừng, mình còn chẳng thấy gì đẹp thì Phương sao thấy được gì mà làm bài chứ. Mình mà như Phương, mình sẽ ở nhà cho khỏe. Các em không đi khám phá xung quanh hay sao? Cô ơi, chúng em đi mãi mỏi chân quá, nên đứng nghỉ chút xíu ạ. Các em nghỉ một lát rồi qua đằng kia nghe bác quản lý khu rừng giới thiệu về thế giới động vật thực vật ở đây nhé. Dạ. Em sao thế Phương? Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng chim non ríu rít quanh đây. Ồ, đúng là có một tổ chim. Chim mẹ đang mớm mồi cho chim non. Anh để em ngồi yên một lát nhé. Anh đi ngắm cảnh rừng đi. Để em ngồi một mình anh không yên tâm. Anh sẽ ở lại cùng em. Em sẽ ngồi yên ở đây. Anh cứ đi tận hưởng cảnh rừng, rồi lát quay lại đón em cũng được mà. Em không sao đâu. Thôi được, anh sẽ đi quanh đây, đừng có đi lung tung đấy nhé. Ôi chao, không gian mới tuyệt làm sao. Cô đã chấm điểm bài thu hoạch sau chuyến đi dã ngoại của các em. Kết quả khiến cô rất thất vọng. Phần lớn các em đều viết rất hời hợt, như thể chưa từng vào rừng vậy. Mai, em có thể cho cô biết lý do tại sao không? Dạ, thưa cô, sự thật là em và các bạn đều không thấy rừng có gì thú vị đáng nhớ cả. Đúng đấy ạ, vào rừng chán chán lắm thôi. Cô không nghĩ như vậy, vì trong lớp ta có một bài viết rất xuất sắc về buổi dã ngoại. Là ai thế nhỉ? Đó là bài viết của Phương. Phương, cô nghĩ em nên chia sẻ cảm nghĩ của mình cho các bạn cùng nghe. Thưa cô, mắt em ngày càng kém đi. Giờ em không còn nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường nữa. Vì vậy, em đã tập cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan mà mình có. Em cảm nhận được những tia nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá và nghe được tiếng cựa mình của những nụ hoa đang chờ được bung nở, tiếng chim hót trên cành cây và cả mùi thơm của rừng cũng là những điều thật tuyệt vời. Đối với em, mỗi phút giây trong đời đều thật sự quý giá, vì vậy em không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Phương, em đã không chỉ cảm nhận sự sống xung quanh mình bằng các giác quan mà còn bằng cả trái tim mình. Hãy nhìn và cảm nhận mọi thứ thật kỹ để cuộc sống của chúng ta luôn ngập tràn những niềm vui và mới lạ. Các em nhé. Vâng ạ. Hàng rào nhà hàng xóm. Bức tường đổ rồi, giờ phải xây lại thôi bà ạ. Chứ không thể để trống huơ trống hoắc thế này được. Để tôi gọi xe gạch đến, mai tôi với ông đào móng rồi làm luôn hen. Này ông Phúc, ông làm thế này là không được. Tôi xây tường nhà tôi thì ảnh hưởng gì đến nhà ông mà ông bảo không được. Ông nhìn lại đi, ông đang đào móng lấn ra phần con hẻm để đi lại. Ông xây tường thế này thì còn đi kiểu gì nữa? Con hẻm là đất của nhà ông hay sao mà ông giữ? Ông đừng chỉ biết có nhà mình như vậy. Không phải đất nhà tôi, nhưng nếu làm thế này thì còn lối nào cho mọi người đi nữa chứ? Tôi không đồng ý ông sẽ lấn ra lối đi chung như thế. Ông nên biết điều thì tốt hơn. Đường đi chung mà, sao ông lại làm như thế? Tức chết đi được. Bây giờ tính sao hả ông? Kệ ông ta không dám làm gì đâu. Mình cứ xây thôi.
Bà mau gọi chú Công về đây. Chú ấy là cán bộ trên tỉnh, lời nói cũng có trọng lượng hơn tôi. Ý ông là sao? Nhà ông Phúc làm tường rào mà lấn hết cả con hẻm đi lại là sai rành rành ra rồi. Nhưng tôi nói ông ta không sợ đâu. Chú Công lại khác. Chú ấy là người có chức tước, có tiếng nói ở cái làng này. Chú ấy nói họ sẽ sợ mà rút lui. Ừ, đúng rồi. Để tôi gọi cho chú ấy cho. Này ông, chú Công bình thường bận thế, sao tự dưng lại về? Không lẽ chú Công về vì chuyện xây tường rào nhà mình? Có thể lắm, bà xem kìa. Kệ họ, tưởng là cán bộ mà mình sợ à? Việc mình cứ làm. Em cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, có mỗi việc này mà anh chị gọi em về gấp sao? Chuyện đất đai sao lại là chuyện nhỏ được? Việc nhà ông Phúc lấn hết cả con hẻm là chỗ đi lại như thế đâu có được. Con hẻm mọi người đi lại đang rộng rãi là thế, nay tự nhiên bị lẹm nhỏ đi. Đường là đường chung, chứ có phải của nhà ông ta đâu mà chiếm dụng bừa bãi thế được. Việc này đúng là nhà bác Phúc có sai. Ờ, sai quá đi chứ. Nhưng mà biết làm thế nào được. Hai nhà ở cạnh nhau, có gì thì anh chị cứ dùng tình làng nghĩa xóm mà khuyên bảo. Chứ anh chị đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng bên đó đâu có nghe. Mà cái ông Phúc này, trước nay cũng là người biết điều lắm, nay sao lại cứng đầu đến thế chứ. Ừ, vậy thì chỉ còn cách này anh chị ạ. À, bác Hoan, nhà bác làm gì thế? Sao lại dựng lại hàng rào vào trong? Vâng, vợ chồng tôi quyết định dịch hàng rào vào trong một chút, chừa lối đi lại cho bà con. Đường bé quá, xe cộ đi lại nguy hiểm chú ạ. À, bác nói đúng quá. Ai cũng nghĩ được như bác thì chả mấy mà làng ta lên làng văn hóa. Ừ, ông à, tôi thấy ngại với nhà bác Hoan và hàng xóm quá. Hay là... Này ông, ra mà xem, nhà bác Phúc lắp cái móng tường cũ lại rồi. Bác ấy đào một cái móng mới, dịch vào 3 tấc kìa. À, thế hả? Để tôi ra xem. Ê, bác Phúc, bác làm thế là phải lắm. Giờ con đường này đã rộng rãi, thoáng đãng, tha hồ đi lại. Chắc bà con quanh đây mừng lắm. Thì tôi cũng là nghĩ cho tình làng nghĩa xóm nên mới... Thế là tốt rồi bác ạ. Bà về lấy dụng cụ ra đây, tôi với bà giúp các bác ấy một tay. Vâng, nhất trí. Tèo và Tí. Anh Tèo ơi, xuống tắm đi, mát lắm. Anh phải đi chăn trâu bây giờ. À, tại anh không biết bơi chứ gì. Anh xuống đây đi, em dạy bơi cho anh. Không sợ đâu. Có cái gì mà sợ? Chẳng qua là anh phải đi thả trâu bây giờ thôi. Trâu no cền thế kia, cho ăn làm gì nữa. Xuống đây, bọn tao không dìm đâu. Chúng mày cứ tắm mà không cột trâu lại, nó mà ăn lúa nhà tao thì đừng có trách. Anh xuống đây đi, em bắt chuồn chuồn cho cắn rốn là anh biết bơi ngay. Chúng mày thích thì cứ bơi đi, tao không biết bơi thì cũng chẳng làm sao. Tí, trâu của mày ăn lúa nhà tao rồi, lần này đừng có mà xin tha nữa nha. Anh Tèo ơi, anh Tèo, anh Tèo, em xin lỗi, cho em xin lại con trâu đi. Không xin xỏ gì hết. Em xin anh, không dắt trâu về, bố mẹ em cho ăn đòn mất. Bỏ tay ra, ai bảo mày thích trêu tao không biết bơi, hôm nay tao cho mày mất trâu luôn. Em xin lỗi. Tránh ra. Anh ơi. Ai bảo dám coi thường mình. Lần này cho thằng Tí khóc hết nước mắt cho bỏ tức. Con trâu nhà ai đấy con? Dạ, đây là con trâu nhà thằng Tí bố ạ. À, nó ăn lúa nhà mình nên con đem về đây. Trời ơi Tèo, sao con lại làm thế? Con có biết đối với nhà nông như chúng ta, con trâu đáng giá thế nào không hả? Bố, nhưng nó ăn lúa nhà mình mà. Vậy thì con phải bảo với bố để bố nói chuyện với chú Tư chứ. Chuyện này có gì to tát đâu mà phải giữ trâu nhà người ta. Nhưng... Không nhưng gì hết.
mang trâu sang trả cho em thí ngay. Từ nay con không được xử sự như thế nữa, nghe chưa? Con không dắt. Nó là người sai, nó tự sang mà dắt về đi. Thằng Tí đáng ghét. Tất cả là tại nó. Tại nó mà mình bị lũ bạn chê cười. Tại nó mà mình bị ba mắng. Mình ghét nó. Nhà thằng Tí. Được rồi. Cứu! Cứu! Cứu với! Cứu! Cứu! Cứu với! Tí ơi! Anh xin lỗi! Tại anh không tốt! Em mau tỉnh lại đi! Tí, Tí ơi. Anh Tèo, đừng có lay em mạnh như thế. Tí, em tỉnh rồi, may quá. Tí ơi, tha lỗi cho anh. Tất cả là tại anh. Đúng, tất cả là tại anh không biết bơi nên hại em suýt chết đuối đấy. Nếu anh biết thế thì ngày mai theo em học bơi đi nha. Đồng ý, đồng ý. Mẹ kế. Hải ơi, ba về rồi nè. Ba. Chào cô Hải. Dạ, cô là... Đây là dì Lành, từ nay dì sẽ đến ở nhà ta. Con phải gọi dì là mẹ đó. Mẹ con mình làm quen nha. Cô không phải là mẹ cháu. Cháu chỉ có một mẹ thôi. Kìa, Hải. Kệ nó đi em, mẹ nó mất đã lâu nhưng nó vẫn chưa quên được. Rồi dần dần nó sẽ quen thôi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Ăn đi con. Đã nói cô không phải là mẹ của cháu mà. Hải, không được hỗn. Kìa anh. Thế mà ba nói ba thương mẹ, thương con. Con chỉ nói có một câu mà ba đã bên cô ấy. Ba không còn thương con nữa phải không? Sao con lại nói thế? Ba vẫn thương con mà. Cô Lành cũng chỉ muốn chăm sóc con thay mẹ thôi. Con không cần ai thay thế mẹ cả. Nếu ba thương con thì ba hãy đuổi cô ấy đi đi. Con... Kìa anh, cứ bình tĩnh đã. Con ghét ba, con ghét cô ấy. Khổ thân em rồi. Em không sao, em sẽ khiến cho con chấp nhận em. Thiệt thòi cho em quá. Thật đáng ghét. Ba đi công tác à? Ừ, ba đi mấy ngày. Mẹ... À, dì nấu cơm xong rồi. Con rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Thôi, dì nấu thì ăn một mình đi. Cháu đi chơi đây. Sắp tối rồi, sao thằng nhỏ vẫn chưa về nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hải, Hải ơi! Hải! Hải, muộn rồi, về nhà ăn cơm con. Đã nói là cháu không ăn, cháu đang chơi mà, dì về đi. Về đi con, các bạn về hết rồi còn đâu. Không, cháu không về. À!
tỉnh rồi à? Cháu bị sao thế ạ? Cháu không sao, chỉ hoảng sợ nên ngất đi thôi. May là mẹ cháu kịp thời đẩy cháu ra lúc chiếc công nông lao tới, chứ không thì... Mẹ cháu? Ừ, xe phanh gấp đè lên người mẹ cháu nên bà bị gãy chân. Lần sau phải thật cẩn thận nghe chưa, đừng để mẹ phải lo nữa. Chân đau thế mà vẫn cố ngồi bên cạnh cháu vì sợ cháu có chuyện. Cả đêm qua không ngủ, chắc là mất sức quá nên giờ mới thiếp đi. Cứ để cho bà ấy ngủ thêm chút nữa. Để cô ra gọi bác sĩ vào khám lại cho cháu nha. Ôi, con tỉnh rồi à? Tốt quá rồi. Con xin lỗi, chân gì? Chân gì không sao, chỉ trật khớp chút thôi con. Bấy lâu nay con cứ tưởng dì đến để cướp ba của con, nên con đối xử không tốt với dì, làm dì buồn. Vậy mà con xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Con vừa gọi ta là gì cơ? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.